Chào nhà, bữa nay mày cái nhà biết làm bánh mì cá thu na nha. Nhà bắt đầu vô. Dầu nó nóng lên. Dèm nó thơm lên nha cả nhà. Nhà nó ít chân nên là ba hộ nào giờ mình không nhỏ. Chắc thật là nha cả nhà. Thank you.
Chuyển cho cái này mình bỏ lên cái này mình để nó lại cả nhà vào bếp làm bánh mì carbonara chứ rất chuông với em nha, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cho nhà nhớ like.